Rồi cho cao khí nó bon. Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay mình quay chia sẻ cô chú anh chị các bạn trưởng lên một cái con máy máy xế lái vô lăng. Bây giờ đó hoàn thành được 70% rồi. Bây giờ căng cái nền cho gắn cái đầu máy, đặt đầu máy xài máy Kuta DC70. Đây máy còn đẹp ken nha, nó xài công thức của nó xài là bố nồi của máy cài. Cái mẫu thế hệ sau này thiết kế là nó không có xài cốt đi luôn, cốt này nó qua, nó có cái khớp này nó qua vô cái hộp sọ nè, hộp sọ nó đi xuống xuống cái dàn đùi, cái đùi là đùi số đùi liên hợp, nó chạy qua cái bông khế, bông này mét hai. Qua lăng đó, qua lăng là lái dầu thì bên cho lực đó, là một công đoạn này là cũng được 70% rồi đó. Bây giờ còn gắn cái bánh lái hay sao với sơn phết, khả năng nếu mà có gắn được cái cabo thì nó đẹp hơn, mà để con máy này có gắn cabo không nha. Xe 24 chụp bô của con Kuta rất nhỏ à. Chụp bô của con Kuta nè. Bây giờ mấy anh thợ đang cẩu cái đít lên nặng vô cái bánh này các bạn. Cái bánh này bánh lái nè. Đó giờ đang móc vô đó. Cẩu lên. Để làm tay là không nổi các bạn ơi. Công nghệ là phải làm máy móc không chứ. Nhắm đít lên. Anh thợ này chuyên gia đóng bên là một cái khâu là máy xới tay và máy xới lái vô lăng là con máy này. Là anh đặc biệt đặc điểm luôn. Vô. Thợ thợ. Ê. Nó trống luôn rồi. Vô đó. Rồi gớt rồi kìa cho. Thấy chưa? Đó nó gớt cái đôn rồi kìa. Lắc à. Đó. Xuống đi Phu ơi, xuống đi. Xuống Phu. Vô đó.
vô máy móc không. Vậy là đã vô được cái nhận định bắt đích này các bạn. Bây giờ còn bắt cái niềng kẹp cái tay ben đó, tay ben vô cái niềng nãy đó, nó cái niềng nằm đó đó. Vô cái kiếm này sao thấy nó cứng góc liền các bạn.